Hello, các chị ngủ dậy chưa? Bây giờ em đang làm đồ ăn sáng, em đang hấp bánh bao. Thì em giới thiệu cho các chị một cái bộ dao thớt, muỗng dao thớt kháng khuẩn. Để em bật đèn lên một xíu nhé. Đây, dao thớt kháng khuẩn nha mọi người nha. Thì em thấy cái bộ này nó rất là sạch sẽ. Bộ này nó có 4 màu, ngoài ra có một bộ chuyên màu đen nữa, bộ 4 màu thì nó mắc hơn một chút xíu. Thì ở đây các chị thấy nè, đây là thớt cho rau, thớt cho thịt, thớt cho đồ chín và thớt cho cá sống. Thì tương đương với vậy nó sẽ có 4 cái màu dao như thế này. Thì ví dụ như đây là thớt cho rau ha, thớt kháng khuẩn là thớt sẽ không phát sinh vi khuẩn và là thớt nhựa nè. Đây nó làm bằng một chất liệu nhựa đặc biệt đó. Đây là thớt là chúng ta thái rau. Cái này dùng được cho máy rửa chén nhưng mà chỉ dùng ở chế độ là chúng ta dùng chế độ nó ghi trong hướng dẫn sử dụng là ở nhiệt độ dưới 80 độ C thì hầu như các chế độ nào cũng dùng được. Tuy nhiên thì em khuyến khích các chị nên dùng chế độ auto hoặc là eco thôi nhé. Đây. Đây là dao của cắt thịt. Dao này bén lắm nha mấy chị. Dao này em thấy bén mà nó làm đẹp ghê, em thích ghê. Dao ceramic. Đây. Đây. Đây là cắt đồ chín nên nó có những cái sọc này nè mọi người đó, cắt đồ chín. Đây là cái dao để cắt đồ chín. Đây là cái dao để cắt cá, cái con mắt em nó kìm nhịp rồi. Còn đây là dao để cắt cá nha mọi người nha. Dao cắt cá thì nó có cái răng này nè mọi người. Chắc mình dùng cái này để chà vẩy được luôn đó. Dùng để chà vẩy luôn. Đấy. Thì nguyên một bộ nó như thế này thì em để bên cạnh bồn rửa thì rất là hợp lý luôn. Đó, rất là xinh đúng không mọi người? Rất là xinh, mọi người có thể thao tác ở đó như vậy. Máy rửa chén thì hôm qua em ăn rất là ít chén cho nên em sử dụng chế độ rửa tráng thôi. Rửa tráng. Bây giờ em đang test cái máy. Bây giờ em đang test cái máy này nè mọi người. Đây. Nó đang dùng chế độ hấp bánh bao. Em đang hấp bánh bao 110 độ trong 20 phút thì được 12 phút rồi thì em đang test máy. Thì thực ra cái máy này nó có quá nhiều chức năng đi, nó có chức năng nướng không khí, không có hơi nước, chức năng hấp và chức năng kết hợp giữa nướng hấp luôn. Tùy món ăn mà chúng ta làm, đặc biệt là món gà khi mà nướng và hấp luôn một lần đó, thì nó sẽ không bị khô phía bên trong. Thì nó có đến là mười mấy chức năng cố định trên này, ngoài ra nó có chế độ tự động nữa, rồi chế độ tự vệ sinh bên trong bồn đồ nữa. Thì em đang nghiên cứu cái này một chút xíu. Đây. Đây nó đang hấp bánh bao thì cái nước nó bắn ra ở cái lỗ này đây. Đó là dạng như vậy. Đó. Em đang chờ. Nó có này cái nút ba cái nút này là ba nút chọn chế độ mặc định nè, nút cộng trừ thời gian nè, bên này nhiệt độ, bên này thời gian. Cái nút này nút vệ sinh nè. Cái nút này nút hẹn giờ đặt lịch gì đó nè. Thiệt tình là em chưa có biết dùng cái nút đó. Cộng trừ thời gian là ở chế độ mặc định, mình có thể tự làm nè. Đây. Em đang chờ để hấp đồ ăn. Cái chai mắm này em đem về cho mẹ em luôn. Đi về xin mắm mẹ nè. Đây là Yankee. Nến thơm Yankee. Em giới thiệu cho các chị nè. Em giới thiệu cho các chị cái thơm phòng này cực kỳ sang trọng luôn nha mọi người, chuyên dùng ở các khách sạn resort. Hãng này là của hãng một hãng của Hàn Quốc á mọi người, nhưng mà nó dùng cao cấp lắm. Nói chung là em đặt trong toilet nó thơm ra tới ngoài phòng ngủ luôn. Rất là thích nhá, cái hãng Cocodor này rất là thích luôn. Cái này đạt nhiều giải thưởng của bên Hàn Quốc lắm. Mọi người mua cái này mà xài.
Hôm nay em sẽ làm một số các sản phẩm mới cho các chị, tại vì mấy bữa nay em bận dọn nhà đó, cho nên em chưa có làm sản phẩm mới được cho các chị thông cảm nha. Hôm nay thì em cũng sẽ rảnh hơn một chút xíu rồi, thì em sẽ giới thiệu cho chị nè, cái máy sấy chén này rất là thích nhá. Nó sấy rất là khô, rất là ấm luôn và tiệt trùng. Ví dụ như các chị để chén lâu ngày có thể phát sinh vi khuẩn, các chị có thể sấy lại một lần nữa nhé. Đây, mà rất là đẹp nữa. Đây, đó. Như vậy đó. Hôm mình sẽ lau chùi nhà bếp một chút xíu. Mình sẽ lau chùi nhà bếp một chút xíu ha. Đây là bộ để mình sẽ lau chùi nhà bếp một chút. Sáng sớm mình sẽ lau chùi nhà bếp. Thường thì nhà mặt tiền á mọi người, cho nên là bụi từ không khí nó vào mình không thể tránh được, ngày nào cũng có bụi hết. Cho nên là phải lau chùi thường xuyên thì may ra mới sạch được, chứ còn biểu mặt không lau chùi mà sạch, cho dù có đóng cửa thì nó vẫn cứ dơ lắm. Lau chùi thường xuyên. Nồi cơm tối qua đã ăn hết rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Cái nồi này là nồi của Philips mọi người à. Mình thấy là nó nấu cũng khá là ngon. Ngon. Mặc dù là nó nhỏ. Cái ron cao su này có nên tháo ra hay không? Mình tháo ra. Mình đi mình rửa. Đây là cái bồn rửa của mình. Đó, bồn rửa. Mình tháo ra mình đi rửa ha. Để cho nó thông thoáng cũng được. Đây là cái em xới cơm hình con thỏ, mình rất thích em này. Rất thích em này luôn. Nó làm bằng yến mạch gì đó đó. Nè, thấy nó cái màu của nó trùng với lại cái màu bàn bếp của mình không? Dễ thương ha. Rất là dễ thương. Đây là một cái em chặn khi mà mình mua cái bàn đá này là nó đi theo bộ của nó luôn. Đây, nguyên cái bộ vòi rồi là của nó hết. Hôm nay mình sẽ vệ sinh. Rồi xong mình sẽ xuống làm việc nữa, chứ không thể cứ ở trên này làm bếp mãi đúng không? Phụ nữ mà toàn phải đi kiếm tiền nữa. Không thể cứ ngồi đây hoài. Không không nè. Đó. Bữa nay mình sẽ vệ sinh cái này mình cất đi nhé. Rồi, lát nữa mình nghiên cứu xong cái nồi này đầy đủ chức năng, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để xài nha. Đây là nồi chiên không dầu kim hấp.